cũng để lên bọc. Để thuốc vào cho người ta. Mà có các bác ở đây là chim cú ấy hay phải dậy sớm, từ lúc 6 giờ sáng này, 5 rưỡi 6 giờ để bắn chuyển con giống đó, từ cơ quan để gửi cho nó kịp xe lúc chuyến xe lúc 6 giờ. Và hiện nay thì có các khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đã biết đến tên chim cú gáy hay, và các bạn cũng đã biết đến hình ảnh con chim gáy và con đà điểu. Đó là một đơn vị chính thống thực sự là đã và đang, và trong một vài năm qua đã có cái uy tín, có cái chất lượng để mà cung cấp con giống cho tất cả các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Thì đây là cái quy trình thực tế tại nhà thao chim cú gáy, để các bạn biết là đây là mình chuyên phát triển trang trại chim cú gáy. Ngoài ra thì tại đây là cơ quan, và đối diện ra cổng đây là cơ quan của Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thị Phương. Đó cũng là cái thuận lợi để mình làm cái con kênh con giống đà điểu. Hy vọng rằng các bác sẽ có được những cái chú giống và có được cái niềm tin. Đổ bỏ cái cắn này đi cho nó sạch sẽ cho người ta. Lấy hai cái thùng thật sạch, để lại hai cái thùng mỗi gái 6 con. Chuyển đi Sài Gòn, bến xe miền Đông. Thì các bác có thể thấy đây là những cái đơn dành cho các bác. Ví dụ như những thùng này thì các bạn có thể đựng 5 con, 7 con thoải mái. Nhưng mà nếu mà các bạn nào lấy 2, 3 con, 4 con thì chúng tôi chỉ chuyển vào những cái thùng nhỏ như thế này thôi. Đấy. Thì các bạn được nhận cái hướng dẫn chăn nuôi, cái phòng kiểm dịch và cái phiếu, trong đó nó có cái hướng dẫn về sử dụng thuốc. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn về các bạn cũng không quen mua thuốc. Đấy. Tôi nói ví dụ như đây là khách hàng này cứ xin để lại 6 số cuối là 406555. Là bản Là Nhạn, xã Là Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đấy, bạn này là bạn lấy cũng có 2 con thôi, 2 con. Đấy. Hoặc ví dụ như bạn này ở Thái Bình, bạn cũng lấy có gì? Có 2 con. Hoặc là những cái bạn này thì thuốc mình để ở bên trong. Đấy. Hoặc là những cái bạn này thì mình có gửi kèm theo cả những cái nọ thuốc chuyên dụng như này. Đấy, có những 2 gói và có hướng dẫn cụ thể kèm theo. Đấy, thì các bạn biết là đây là bạn này cũng là ở đâu đây? Ở Mường Ảng Điện Biên. Đấy, Mường Ảng Điện Biên. Ở đây là quy trình xếp thuốc, gửi thuốc. Đấy, để xuống dưới. Mở cái nắp này ra này. Cái này ở nhà này 4 con à? 4 con về đâu đây? Con tum à? Ngọc hồi con tum. Để ngang nó ra đây. Đấy, đúng ở chỗ này. Đây. Quấn vòng quanh luôn mới chắc, không có rơi mất. Đây. Quấn vòng quanh. Lâu ngày rơi mà đi nó rơi. Quấn vòng hai mặt luôn. Thế. Làm chắc cho người ta. Không bao giờ nó rơi được cả. Đấy, các bạn đây, các bạn về các bạn kiểm tra là cái phần thuốc là nó ở phần mặt dưới của nắp nhé. Đấy. Đây chỉ cần dán vào dây bóng thôi. Dán quay được quấn quanh, đậy nắp rồi xong quấn quanh luôn, đậy nắp vào. Anh cứ bỏ ra, anh cứ bỏ ra cho. Đấy. Đây là những cái chú con giống đà điểu các bạn nhé, rất là quy củ, rất là chất lượng. Con giống có mã số đàng hoàng, có nguồn gốc đàng hoàng, có phòng ngừa vaccine, thuốc uống,
và được gửi kèm theo cả hướng dẫn chăn nuôi, được gửi kèm theo cả thuốc để sử dụng trong vòng 1 tháng đầu. Và các bạn yên tâm là sẽ hỗ trợ các bạn trên phương diện kênh trên kênh Chim Cu Vẻ Hay có các bài đăng về chăn nuôi, một số những lưu ý các vấn đề xoay quanh con đà điểu thì các bạn có thể xem tham khảo. Ngoài ra thì các bạn có thể gọi điện, gọi điện trực tiếp các bạn nhé. Hiện có các bạn gọi điện trực tiếp thì đến đồng chí Thao thuộc địa chỉ xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội sẽ tư vấn cho các bạn cụ thể hơn. Đấy. Cực kỳ là mạnh. Rồi dành thế thôi. Đóng hai cái thùng 6 con. Đây là thuốc này được gửi kèm theo cái cho các bạn và có cái hướng dẫn sử dụng dán ở bao bì. Nghĩa là cái thuốc này là chống stress, chống mất nước và chống đi ngoài để cho quá trình vận chuyển từ Bắc Trung Nam nó không có vấn đề gì cả. Ngoài ra mình còn đã xây dựng được cái hệ thống ekip nhà xe, chính là nhà xe anh Khuyên, nhân viên nhà xe sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng những chú đà điểu này trên đường. Khi các bạn nhận được là đà điểu khô ráo, sạch sẽ, khỏe mạnh, được ăn, được uống ở trên đường. Đấy là một cái bước phá để kết nối tất cả các bác ở xa muốn tìm và nuôi một vài con với cái nhu cầu mục đích của các bạn. Thì kênh Chim Cu Gáy cũng nắm bắt được cái nhu cầu đó và cũng đã thực hiện được cái phục vụ và phục vụ cho các bác. Đó. Tại sao mà lại chuyển đi xa được, chuyển sang Lào, chuyển sang con tôm, chuyển sang miền Tây và miền Nam, thì điều đó là một cái sự cố gắng của Thao Chim Cu Gáy để xây dựng được cái văn phòng đại diện tại bến xe miền Đông, chính là nhà xe anh Khuyên. Nếu như các bạn ở khu vực ở miền Nam thì các bạn hoặc miền Tây, các bạn có thể liên hệ đến mình thì mình sẽ yêu cầu nhà xe, họ sẽ tiếp nhận cái đơn của các bạn và sẽ có cái sự thỏa thuận nhất định. Hy vọng là các bạn sẽ có được cái niềm tin, có được cái quyết định cuối cùng sáng suốt khi lựa chọn được nhà cung cấp, có cái thái độ rất là nghiêm túc và rất là khoa học. Đó, đây là cái thuốc được kèm theo nhé. Mỗi một cái này là mình sẽ có gửi kèm theo thuốc đầy đủ các bạn nhé, gửi kèm theo thuốc đầy đủ. Lật cái nắp lên xem nào. Đấy, thuốc đây nhé, thuốc ở nắp dưới nhé. Rồi ok, thế thôi chỉ cần thế không rơi đâu. Nó dính vào cái phần mặt kia, nó treo đu đơ thế, nó không bị đè, không rơi được. Và đây là những cái nắp cốp, thùng cốp rất là chuyên dụng, được nhà máy lập lỗ thoáng cứng. Quy trình rất là rõ ràng các bạn nhé, quy trình rất là rõ ràng. Livestream trực tiếp để cho các bạn biết là đây là một đơn vị cung ứng con giống đà điểu. Và các bạn thân mến, là nhà Chim Cu Gáy Hay thì có một cái lượng thùng xốp rất là nhiều để sẵn lúc nào cũng trong cái tư thế sẵn sàng để chuyển cho các bạn trên toàn mọi miền Tổ quốc. Đấy, rất nhiều thùng xốp luôn các bạn nhé. Đấy, đây là những cái chỗ mà phải dùng luôn.
Ngoài ra thì mình cũng phải chuẩn bị những cái khu vực kho để chứa. Đấy, chứa thùng thuốc trong quá trình là chúng ta đựng. Đây các bạn có thể biết đây là một cái kho rất là nhiều thùng thuốc. Quá nhiều thùng thuốc luôn. Đấy, thùng xốp nha các bạn nhé. Mình không khoe khoang gì cả, nhưng đây các bạn có thể thấy là đây là có thực. Đấy, một đơn vị có thật để chuyên cung cấp con giống gà điểu và chim cu gáy cho các bạn. Đấy, thùng xốp đâu đâu cũng là thùng xốp. Đấy các bạn nhé. Các bạn sẽ kết nối và các bạn sẽ có được. Thế thôi đây. Cái hai cái chuyển sang cái nào đông ấy. Đây này, các bạn nhìn này, 6352066 bến xe miền Đông. Đấy, thu hộ 17.300.000. Các bạn thấy không? Mà đây là khách hàng gì? Có bao nhiêu con? 12 con. Đấy, ok. Rồi đây là các bạn ở đâu đây? Bảy một ba chín một Hà Giang. Và bạn này lấy bao nhiêu con đây? 5 con. Đây là con dấu của đồng chí Vũ Văn Thao. Con giống rất là khỏe, rất là khỏe luôn các bạn nhé. Con giống rất là khỏe luôn. Đây này, cái con này là đi 4 con này, 5 con này. Bắt con này đi 5 con này. Đổi con này sang cho nó ấy. Con nào đi xa thì lấy con nào nhanh nhẹn, chân cảm tốt, to. Nhìn chung là ưu tiên các bạn ở xa. Thuốc gói á. Thôi dán vòng quanh luôn, đừng dán nữa, nó bay, chỉ dán một cái ngang thôi. Hết băng dính rồi là cần. Hết rồi đúng không? Có một lượt thế thôi, lửa thôi. Đấy. Thế rồi làm nào? Tìm cái gì? Các bạn nhé, đó là cái hình ảnh có thật, quy trình có thật. Và hiện bây giờ mình đang phát live stream bằng điện thoại. Đấy. Và các bạn biết từ đây là gì? Các bạn biết đây là về bến xe miền Đông là nhờ nhà xe thu hộ 17.300.000 có 12 con. Các bạn nên nhớ là thông tin đầy đủ. Còn cái phần mặt dưới, ở phần mặt dưới của cái phiếu này sẽ có cái phần hướng dẫn nhé, hướng dẫn và nuôi chăn nuôi. Bạn này là ở Hà Giang này. Đây, bạn này là ở Hà Giang. 6 7 3 9 1 Hà Giang. Bạn này đã không có đủ 5 con.
bằng miếng trắng. Các bạn thân mến, đây nhá, mình cho ra chỗ sáng, mình đọc qua cái hướng dẫn về cái thuốc này. Cái thuốc này mình có tạm hiểu là thuốc đặc biệt chuyên dụng dùng cho uống con đà điểu. Đây là lọ thuốc tự pha chế dành cho những ai mua con giống của thao chim cu gáy hay. Số điện thoại là 033 5305 982. Đấy, uống trong 5 ngày đầu pha 2 mini thuốc với 1 lít nước dùng cho 20 con. Chúc các bạn chăn nuôi thành công. Còn cái loại gói là loại này. Đây là loại pha nọ này. Loại gói là loại này. Đấy, các bạn thấy nhá. Có đầy đủ. Cái Sacocheck này rất là tốt. Sacocheck là nó cân bằng cơ thể, chống mệt mỏi, kích thích tiêu hóa nhá. Nó dành cho những cái việc con giống được di chuyển đường xa. Đấy, các bạn đi, tôi ghi rõ này. Tôi ghi rõ luôn này. Gói. Rồi. Đây. Gói Sacocheck 1 kg, 1 ml nước một ngày, 1 ml pha 1 kg. Có nghĩa là tôi có hướng dẫn cụ thể các bạn nhé. Đấy, cái Sacocheck này các bạn dùng 1-2 ml pha vào 1 lít nước và dùng cho 5 kg trọng thể uống trong ngày. Đó là cụ thể là như vậy. Hiện tôi đang quay và ghi hình là hôm nay là ngày 30 tháng 3 dương lịch năm 2019, và theo cái lộ trình xuất con giống đà điểu thì cứ 1 tuần là chúng tôi sẽ có những cái đợt xuất con giống ra để phục vụ anh em, và sẽ ưu tiên tất cả những các bác đã có niềm tin mà đã mua từ những năm trước đó
đã biết đến đồng chí Thao Chim Cu Gáy thì ưu tiên các bác sẽ chuyển khoản. Đấy. Chúng tôi sẽ tính đầy đủ về cái giá thành, bao bì, khoảng cách vận chuyển ở vùng miền nào đó và yêu cầu các bạn chuyển như thế nào đó. Đấy. Đấy. Tất nhiên sẽ ưu tiên các bạn chuyển khoản đầy đủ. Đấy. Đấy. Nếu như các bạn chuyển khoản đầy đủ, các bạn sẽ được giảm giá, được hỗ trợ, rồi được rất nhiều những cái ưu đãi. Bởi vì trong một cái xã hội văn minh, các bạn bỏ đồng tiền trước, bao giờ các bạn cũng sẽ được ưu tiên. Đấy. Còn các bạn mua bán thì các bạn cũng sẽ phải thắc mắc là hàng hóa ra làm sao, đơn vị này có uy tín hay không. Thì các bạn có thể xem những cái hình ảnh này, hoặc các bạn có thể là gọi điện thẳng, hoặc các bạn đến tại nhà. Đấy, có rất nhiều người đã đến tại nhà để viết giấy và đặt tiền. Đấy. Có rất nhiều người đã mua năm từ những năm ngoái, hoặc có những người đã sỏi ý kiến của những ông hàng xóm, những bà hàng xóm đã từng đặt tiền và đã từng nhận hàng như thế nào qua những cái năm trước, thì các bạn cũng đã phần nào có niềm tin từ cái kênh Chim Cu Gáy Hay. Thế hiện giờ phát triển chính thống là con chim cu gáy và con đà điểu. Và con đà điểu thì các bạn biết rồi, nó rất là khó khăn về con giống. Đấy, chứ không phải là lúc nào cũng có. Đấy. Đặc biệt là các bạn lấy vào những cái thời điểm đầu mùa như này thì rất là khó. Tất nhiên là khó thì cũng rất là tốt, bởi vì các bạn lấy đầu mùa này thì các bạn gì? Các bạn khi mà nó ra sản phẩm cuối cùng là giá trị đầu ra thì nó lại là đầu mùa của những cái mùa bán ra. Các bạn mua con giống đầu mùa thì các bạn bán thương phẩm cũng là đầu mùa, thì cái giá thành nó phải được ưu đãi hơn, đúng không ạ? Đó là cái quy luật tất yếu rồi. Đây, các bạn thấy đó, quy trình xuất đà điểu đi rất là đơn giản. Sáng thì buổi 6:30 là xe của bà chị mình, cái xe đỏ, cái biển số là 775 ấy. Đấy, có nghĩa là của đồng chí Loan, là thuộc của quản lý ô xe ở trong bến xe Mỹ Đình. Đấy, thì đấy là bà chị họ nhà mình, bà cũng giúp mình trong cái việc là vận chuyển chim cu gáy và con đà điểu. Thứ nhất là an toàn, tin tưởng. Thứ hai là trách nhiệm. Đấy, không để có cái sự cố về con chim và con đà điểu xảy ra. Đấy, kết nối từ cổng nhà mình tại cái chỗ cái xe kia, thì chị sẽ lùi vào tận đây và mình sẽ xếp bao nhiêu cái thùng xốp lên. Có những ngày là xuất 2-3 thùng thì mình sẽ yêu cầu chị ưu tiên hẳn cả cái xe để chuyển cho mình cho nó kịp ngày kịp giờ. Thì sau khi chuyển xuống văn phòng ở Mỹ Đình thì các anh em chuyên làm việc cho mình về chuyển chim và chuyển con giống đà điểu, họ sẽ tự phân luồng, họ sẽ tự điều phối đi các tỉnh, ví dụ lên Sơn La. Đấy, ví dụ như hôm vừa rồi là nhà nghỉ Mộc Châu Sơn La, hoặc là ví dụ lên Điện Biên, rồi ví dụ lên Hà Giang, ví dụ lên các khu vực các tỉnh phía Bắc, hay là các khu vực như Quảng Trị hay là Nghệ An, hay là các khu vực Thanh Hóa, đúng không? Nga Sơn, Triệu Sơn, thì tất cả các vùng miền đó sẽ được văn phòng tại Hà Nội họ sẽ hợp đồng và họ sẽ gửi những cái nhà xe đã có hợp đồng với nhau, đã tin tưởng với nhau và không có cái sự mất mát hay là hỏng hay là chết con đà giống đà điểu. Nếu có cái điều trục trặc xảy ra thì bên chúng tôi là Chim Cu Gáy Hay kênh con giống đà điểu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu có cái vấn đề là chết chóc hay mất mát, mệt, có vấn đề gì các bạn cứ gọi điện thẳng cho đồng chí Thao sẽ giải quyết một cách thấu tình hợp lý. Đấy. Thì đó cũng là một cái các bạn yên tâm khi mà các bạn đặt cái niềm tin đến một cái cơ sở cung cấp con giống đà điểu như thế này. Không phải một đơn hàng, rất nhiều đơn hàng được chuyển trên mọi miền Tổ quốc. Và cách đây một tuần thì cũng chia sẻ tâm sự với các bác là thị trường ở bên Lào rất tốt. Đó. Các bạn ở bên Lào là không có nơi nào bán con giống đà điểu cả. Nên khi mà chuyển sang Lào, thực tế là gì? Bên nước ngoài như vậy là gần hơn ở bên nước mình. Bởi vì là theo như mình đã chuyển thử rồi, một số các bạn ở bên nước nào các bạn lấy thì chúng ta mình chuyển đến khu vực miền Trung,
cái eo trên bản đồ nó sẽ chuyển sang bên nào rất là nhanh, nó chỉ bằng thời gian chuyển vào miền Trung thôi, có nghĩa là một ngày một đêm. Ví dụ như là không, ví dụ như sáng mình chuyển là 6 giờ thì có nghĩa là 6 giờ sáng hôm sau là các bạn nhận được. Đấy là từ lúc đi ra khỏi nhà cho đến lúc các bạn nhận được. Và cái chú, những chú đà điểu này thì chúng có thể đi ở trên đường 50 tiếng không vấn đề gì cả. Tất nhiên nếu như 50 tiếng thì sẽ có nhân viên chăm sóc, họ sẽ cho ăn cho uống, họ sẽ cho nghỉ ngơi. Đấy, đấy các bạn phải thừa hiểu là nó còn nhỏ thì vận chuyển nó cũng rất dễ. Nhưng nếu mà các bạn lấy cái loại tầm 10 cân thì tôi nghĩ là không thể chuyển được. Bởi vì những con mà nó càng to thì nó càng phải có năng lượng, nó càng dãy ruộng. Đấy, mà cái con đà điểu này thì cái đôi chân của nó rất là quan trọng. Đâm ra các bạn đừng nghĩ là lấy những con to quá mà tốt khi mà các bạn đang ở xa, đúng không ạ? Tất nhiên nếu như các bạn ở khu vực phía Bắc thì các bạn lấy những con tầm 5 cân là chúng tôi vẫn chuyển được. Đấy, vẫn chuyển được. Mà kịch thủ trước chúng tôi đã chuyển những con 9 cân, 12 cân. Đấy, thì chúng tôi sẽ có cách, có cái bao bì chuyên dụng cho những con 9 đến 12 cân đó. Và chúng tôi chỉ chuyển các bạn ở khu vực phía Bắc. Và tất nhiên là càng to thì cái bao bì nó càng cồng kềnh, và đồng nghĩa với cái việc cước xe nó càng lớn hơn. Đó, con giống thì nó là như vậy. Nên tôi mãi mãi là khuyến khích các bạn lên mua những con giống nó tầm cỡ vừa phải. Đấy, các bạn thấy không? Tầm cỡ vừa phải. Hiện nay thì mình đang phát trực tiếp. Đó, phát trực tiếp trên điện thoại. Đó, các bạn nhé. Đó là một điều rất là tốt. Chúng ta đang kết nối và đang sống trong xã hội công nghệ thông tin. Đây, ví dụ như con chim cú gáy cũng thế thôi. Đấy, những cái khách hàng này là những khách hàng lấy chim. Đó. Lấy chim. Những cái đơn hàng này được xác minh là cái phiếu về chim cú gáy chứ không phải phiếu về đà điểu. Xin chia sẻ luôn là với những các bạn ở miền Tây thì các bạn lên làm việc với văn phòng tại bến xe miền Đông thì chúng tôi sẽ yêu cầu các bạn là đặt tiền tại đó. Đấy, hoặc là các bạn ở khu vực miền Nam gần ga Sài Gòn và gần bến xe miền Đông, gần các quận 12, quận 9, quận 7 thì các bạn kết nối với văn phòng tại bến xe miền Đông và các bạn sẽ có người tiếp và có người viết phiếu cho các bạn. Khi nào các bạn nhận đủ con giống thì các bạn sẽ thanh toán luôn tại đó. Đấy, điều đó là cái gì? Là một cái bứt phá, phá vỡ cái khoảng cách xa giữa miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Và các bạn ở trong miền Nam thì muốn mua con giống này thì rất là khó. Bởi vì tôi cũng thấy rất nhiều những cái khách hàng ở trong miền Nam đó, họ có ý kiến là không mua được ở trong đó. Đấy. Thường thì các bạn cũng có những bạn khi mà